Sống sót sau vụ nổ, nhưng Optimus lại cảm thấy khá là bơ phờ khi dẫn mãi mới biến hình thành được qua dạng robot. Các Autobot đã rất lo lắng cho sparkler và Bumblebee vì tưởng rằng bọn họ đã tèo trong vụ nổ trước đó. Nhưng may thay thì Jad đã tìm thấy bọn họ trong tình trạng còn sống và không bị tương tích gì. Cứ tưởng là đống đổ nát đó đã tiêu diệt hết tất cả các Decepticon thì đột nhiên CEO của BMW lại phát biểu trong buổi ra mắt điện thoại mới khiến các Decepticon phải tạo ra một vụ nổ khác để thoát ra ngoài và để bảo toàn lực lượng thì họ cũng đã rút lui với đống năng lượng mà họ cần. Chứng kiến quá nhiều thất bại trước đó thì Iron đã rất ức chế và đã tự mình đuổi theo các Decepticon để ngăn chặn bọn họ bỏ trốn. Thế nhưng do cơn hận làm mù mắt thì War đã ngay lập tức cho Iron Hai biết ai mới là bố Thế nên Skyward đã tự động chuyển hướng của mình ra khỏi các Decepticon khác để bay ra đằng sau Autobot đang bám đuôi mình rồi bắn hạ Iron High, khiến anh ấy phải hạ cánh xuống một cái hồ. Nhưng cũng thật may mắn cho Iron High vì các Autobot cũng đã đuổi kịp anh ấy rồi kéo anh ấy lên khỏi mặt nước xong mang anh ấy về cho bác sĩ Ratchet sửa chữa. Quay trở lại căn cứ của Autobot thì hắn đang chế nhạo Ravenger vì đã bị chủ nhân của mình bỏ rơi sau đó bị các Autobot giam giữ bằng một cái lồng. Hắn còn tạo ra ảnh ảo ba chiều của Megatron để xem phản ứng của Ravenger như thế nào. Và chính vì cái phản ứng của Ravenger thì Hắn và Murak đã nảy ra một ý tưởng. Đó là sử dụng khả năng tạo ảnh ảo ba chiều khổng lồ để lừa các Decepticon vào một cái bẫy. Hắn đã trình bày ý tưởng của mình cùng Murak cho Optimus nghe. Và đúng vậy, thủ lĩnh của Autobot đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đó. Ngay lập tức sau đó thì Han và Murak đã giả vờ nói chuyện về một căn cứ thử nghiệm tên lửa trên sa mạc và đó cũng là nơi có một nguồn năng lượng khổng lồ có thể bay quanh Cybertron 6 ngày 6 đêm trước mặt của Ravenger. Đồng thời, hắn cũng giả vờ làm rơi chìa khóa để cố tình cho Ravenger tẩu thoát về báo tin giả cho các Decepticon. Megatron đã rất vui mừng khi biết được vị trí của số năng lượng còn lại trong kế hoạch của Autobot để trở về hành tinh Cybertron của bọn họ. Lúc Megatron đang rất hả hê thì Starcream lại một lần nữa phàn nàn về khả năng lãnh đạo của Megatron trước mặt ông ta. Trong một giây ngu ngốc thì Starcream đã giơ súng lên để bắn lén thủ lĩnh của Decepticon từ phía sau. Do sự trung thành tuyệt đối của mình với Megatron thì Sawway đã cảnh báo cho thủ lĩnh Megatron về hành động tạo phản của Starcream. Để rồi Megatron đã quay người lại và cũng như ngăn chặn được cú bắn đó bằng một tấm khiên năng lượng được tích hợp sẵn ở trên tay. Do Starcream đã dồn hết năng lượng vào một phát bắn đó. Thế nên sau khi Megatron tiến tới gần mình thì Starcream chỉ biết sợ hãi run sợ và van xin Megatron đừng bắn mình. Thế nhưng đáp lại tình cảm mến thương của Starcream thì Megatron đã tặng cho anh ấy một phát đoán vào tay trái Rồi cảnh cáo với thằng danh con này rằng Nếu mày mà còn làm thế một lần nữa thì tao sẽ cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân Nghe rõ chưa? Do quá nhục nhã Thế nên Starcream chỉ biết giúp xuống chân của Megatron Rồi khóc lóc và van xin Đồng ý làm theo kế hoạch trước đó mà ông ấy đã đề ra Chuyển cảnh Ở một bãi đất trống trên sa mạc Thì hắn đã tạo ra một căn cứ tên lửa Giống như kế hoạch trước đó mà bọn họ đã bàn Xong, thì các Decepticon cũng vừa di chuyển tới đó nhưng bọn họ lại không có bước bàn kế hoạch trước khi chiến đấu mà mà Megatron lại ngay lập tức ra lệnh tấn công. Các Autobot đã mặc quần áo trắng rồi giả vờ đầu hàng để răng bậy các Decepticon. Thế nhưng khi bọn họ lật kèo để tấn công lại các Decepticon thì bọn họ nhận ra rằng chính mình mới là hạt thóc chứ không phải là con gà như kế hoạch trước đó. Vì thực chất các Decepticon này chỉ là những cỗ máy hàng phách được điều khiển từ xa và chỉ có duy nhất Megatron là kẻ duy nhất đang thực sự có mặt ở đó. Megatron đã bờ lên kế hoạch của Optimus Đồng thời, ông ta đã gáy thật to với thủ lĩnh Optimus rằng Bố mày biết thừa kế hoạch của chúng mày rồi mấy con ếch ơi Xong việc, thì Megatron quyết định tiết lộ với mấy hạt thóc rằng Đội quân Decepticon của mình đang tấn công vào căn cứ tên lửa kia thật rồi Ở căn cứ tên lửa thật, thì các Decepticon đã chiếm được quyền kiểm soát của căn cứ Soundwave đã thông báo cho Megatron biết họ đã kiếm đủ nguồn năng lượng để quay về tái sinh cho Cybertron Trở lại về phía của các Autobot thì Optimus đang nói chuyện với những người lính của mình về tình hình nghiệt ngã của bọn họ. Optimus đã hùng hồn tuyên bố rằng bằng mọi giá không để Megatron trở lại hành tinh Cybertron với số năng lượng ăn cắp, rồi đưa ra chỉ thị cuối cùng là cùng các Autobot tấn công trực tiếp vào căn cứ của Decepticon. Khi các Decepticon bắt đầu lên tàu tuần dương thì các Autobot đã ngay lập tức bao vây bọn họ. Sau đó một cuộc hỗn chiến xảy ra với những tình tiết nổi bật như Ravenger tấn công Spy để rồi Ironhide đã đá vào mõm của nó. Hắn tái đấu với Rumble ở trên bờ với phần thắng thuộc về hắn. Optimus hạ gục được Megatron, thế nhưng Ravenger lại phản đam, khiến thủ lĩnh của Autobot bị đánh văng ra chỗ khác. Trong lúc phần đông các Decepticon đang có lợi thế trong trận chiến, thì Megatron đã ra lệnh cho bọn họ trở về tàu tuần dương vì nó đã đủ thời gian kích hoạt để bay lên. Với quyết tâm không chịu thất bại một lần nữa, Optimus đã ra lệnh cho Sideswai điều cho anh ấy bộ phản lực gắn lưng để đích thân truy đuổi tàu tuần dương của Decepticon khi nó đang cất cánh. Qua cửa kính, Starcream đã phát hiện Optimus đang truy đuổi bọn họ thì ngay lập tức Megatron đã ra lệnh bắn hạ Optimus, khiến ông ấy bị mất kiểm soát và rơi tự do từ trên trời xuống đất. Sau cú rơi, thì các Autobot đã tập hợp lại để xem thủ lĩnh của mình còn thở không. Thế nhưng, do vừa thất bại và đang có bẩn, thì Optimus đã cay cú từ chối sự giúp đỡ từ đồng đội. Sau khi ngồi cơn giận, thì Optimus nhận ra rằng Mirage đã biến mất khỏi hàng ngũ của bọn họ. Lúc này trên tàu Tuần Dương, thì thằng danh con Starcream lại giơ súng lên tiến tới trước mặt của Megatron để thách thức vị trí thủ lĩnh một lần nữa. Thế nhưng khi đang chuẩn bị ra tay với thủ lĩnh của Decepticon thì Merak trước đó đã sử dụng khả năng tàng hình của mình để lẻ lên tàu rồi xuất hiện đúng lúc các Decepticon đang lục đục nội bộ. Xong anh ấy đã tấn công thẳng vào bộ điều khiển của tàu tuần dương gây ra hỏng hóc do vẫn lo cho sự an nguy của Decepticon Vậy nên thay vì tấn công Megatron như lúc đầu Thì Starcream đã chọn quay sang để tấn công Merak Vì đã bắn hỏng bộ điều khiển của con tàu trước đó Cứ tưởng hành động đó đã lay động được Megatron Thì Megatron lại coi đó như một sự sỉ nhục Thế nên Megatron đã rút súng ra và tấn công Starcream Trong hỗn loạn thì Sawway đã rất cố gắng nỗ lực Để khắc phục sự cố mà Merak đã gây ra trên con tàu tuần dương trước đó để rồi trong cơn hoảng loạn của các Decepticon thì Mirage đã mở cửa con tàu và kịp tời tàu thoát thành công trước khi con tàu thực sự mất kiểm soát và lao thẳng xuống biển. Khi tàu Tuần Dương đã chìm sâu dưới biển thì các Autobot đã bắt gặp được Mirage đang lơ lửng trên trời với một chiếc dù và khi anh ấy đáp đất thì anh ấy đã trở thành một người hùng trong mắt của các Autobot vì đã ngăn chặn được kế hoạch trở về Cybertron của Decepticon. Chuyển cảnh, ta được thấy Spy đang tự thoại về những dòng nhật ký của anh ấy với nội dung là các Autobot đã ngăn chặn được các Decepticon đánh cắp tài nguyên của trái đất trở về cho hành tinh của mình. Vậy nên, chính phủ của các nước trên thế giới đã quyết định cung cấp cho Optimus Prime đủ số năng lượng mà ông ấy cần để hồi sinh cho quê nhà của mình. Đồng thời, thì tàu ác của Autobot cũng đã được tân trang sửa chữa lại để đưa các Autobot trở về hành tinh Cybertron. Ngoài ra, thì Optimus cũng đã đồng ý cho hai bộ con Sparkler và Spy tham gia vào cuộc hành trình đó của bọn họ. Kết thúc tập 3, chúng ta được thấy tàu tuần dương của các Decepticon thực chất vẫn chưa bị phá hủy bởi cú rơi. Bong bóng nổi lên, cửa sập được mở ra, xong chính thức ta được biết rằng Megatron vẫn còn sống và những cuộc hành trình mới của các Transformer vẫn sẽ được tiếp diễn trong tập 4 của series. Các bạn nhớ đón chờ vào 12 giờ trưa thứ ba nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực làm những video mới hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.